đến YouTube của Quỳnh Lương. Và mình là Quỳnh đây. Chỉ còn một ít chút thời gian nữa thôi, khoảng hơn một chục ngày nữa là đã tới Tết Nguyên Đán rồi. Và Tết là khoảng thời gian chúng ta được nghỉ ngơi, thư giãn, được chúng ta được quây quần bên gia đình, quây quần bên mâm cỗ ngày Tết với rất là nhiều đồ ăn, thức uống ngon và đặc trưng của ngày Tết Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, bánh tét, hay là giò, rồi nem, rồi là rất là nhiều đồ ăn thức uống khác, hoặc là đồ uống cũng rất là nhiều. Và xin bật mí với mọi người, đây là cái loại, những cái loại thực phẩm mà là thủ phạm gây nên béo rất là nhanh. Cho dù một năm qua chúng ta đã có những cái cuộc cách mạng để giảm cân này, hay là bao nhiêu cái buổi tập gym của chúng ta, rồi là bao nhiêu cái bữa ăn kiêng của chúng ta cũng có thể bị đánh, bị những ngày Tết làm sôi hỏng bỏng không những cái công sức của chúng ta trong một năm vừa qua. Vì vậy hôm nay không để chị em chờ lâu nữa, cái video này em làm để chia sẻ với chị em 5 mẹo để chúng ta có thể ăn uống thoải mái tẹt tẹt đen trong ngày Tết mà không bị tăng cân nhá. Và mẹo đầu tiên mình muốn chia sẻ với các tình yêu đó chính là mẹo làm sao để chúng ta ăn bánh chưng đúng cách nhất. Và bánh chưng, bánh tét là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của các gia đình Việt chúng ta. Thì trong 50g đó đã chứa 162 calo và 2% là chất béo và 9% là chất đạm, còn lại 28% nhé, 28% đã là tinh bột các bạn ạ. Và để giảm thiểu tác hại của bánh chưng sẽ giúp chúng ta tăng cân ấy, thì thay vào chúng ta ăn bánh chưng nhân thịt, chúng ta sẽ chuyển sang là ăn bánh chưng nhân đỗ này. Và có hơn nữa là chúng ta sẽ không ăn bánh chưng rán các bạn nhé, bởi vì ăn bánh chưng rán thì sẽ dung nạp rất là nhiều chất béo vào cơ thể. Ngoài ra nếu như chúng ta vừa xong này, chúng ta ăn quá nhiều chất đạm và chất béo rồi, thì tiếp sau đó chúng ta sẽ không ăn bánh chưng nữa, bởi vì bánh chưng có rất nhiều tinh bột, trong bánh chưng rất nhiều tinh bột, và chúng ta sẽ để dành bánh chưng là ngày hôm sau chúng ta mới ăn. Đó là những cái cách rất là đơn giản, những mẹo rất là đơn giản, nhưng nếu như chúng ta áp dụng thành công thì chúng ta sẽ không bị tăng cân do chúng ta ăn bánh chưng nhé. Và để sang cái mẹo thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là một mẹo cực kỳ đơn giản. Mình nghĩ là cái mẹo này thì ai cũng có thể áp dụng thôi. Đó là trong những ngày Tết chúng ta không được quên tập luyện thể dục thể thao. Đặc biệt là luyện tập thể dục thể thao không chỉ có là tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra luyện tập thể dục thể thao còn giúp chúng ta đốt cháy nhiều calo và mỡ thừa trong cơ thể. Ví dụ như những ngày Tết thì không có nhiều thời gian, nhưng chúng ta cũng nên không thể quên là mỗi ngày dành ra 30 phút để luyện tập thể dục thể thao. Chúng ta chỉ cần áp dụng những bài tập rất là đơn giản như tập yoga này, hay tập dưỡng sinh, đặc biệt là chúng ta có thể đi bộ, chạy bộ, hay là những cái bài tập như là tập eo, tập bụng này. Chúng ta có thể áp dụng những bài tập rất là đơn giản như tập eo, tập bụng hay tập tạ này, cũng đều giúp vòng eo của chúng ta thon gọn hơn và cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và không bị tăng cân một cách nhanh chóng các bạn nhé. Và thân hình chúng ta sẽ săn chắc hơn rất là nhiều. Và một cái mẹo thứ ba mình muốn chia sẻ với tất cả các tình yêu đó chính là mẹo chúng ta vẫn phải uống đủ nước này như ngày thường, và đặc biệt là hạn chế uống rượu bia rất là nhiều đi nhá. Bởi vì sao? Vì ngày Tết chúng ta gặp gỡ giao lưu với rất nhiều người này, anh em bạn bè có khi cả năm mới gặp nhau, nhưng mà khi mà chúng ta dung nạp quá nhiều rượu này và bia vào cơ thể, thứ nhất là không tốt cho sức khỏe, thứ hai là cũng dẫn đến tình trạng béo phì, béo bụng. Bởi vì uống nhiều nước ấy không chỉ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn này, da dẻ chúng ta đẹp hơn mà uống nhiều nước còn giúp chúng ta đào thải những cái rượu bia mà chúng ta đã uống của ngày hôm trước ra rất là nhanh hơn. Và uống rượu bia nhiều thì cũng là thủ phạm gây béo phì rất là nhanh các bạn nhé. Và một mẹo thứ tư mình muốn chia sẻ với các tình yêu đó chính là mẹo chúng ta ăn bánh kẹo sao cho hợp lý và đúng cách nhất này. Đặc biệt mình muốn chia sẻ và với mọi người đó chính là chúng ta nên ăn các loại hạt để hạn chế béo phì nhé. Ví dụ như hạt điều này, hạt dẻ, hạt óc chó, hạt hạnh nhân. Đó là những cái hạt ngày Tết thì mình nghĩ là trong giỏ kẹo nhà nào cũng có ấy. Thì mình sẽ hạn chế ăn những cái loại kẹo ngọt đi, mà mình thay vào đó là ăn những cái loại hạt. Thì thứ nhất là những cái loại hạt đấy sẽ kích thích no lâu hơn này, hạn chế chúng ta đói sớm nhé. Và đặc biệt là những cái hạt đấy lại rất là ít chất béo, khiến cho chúng ta không bị dung nạp chất béo vào cơ thể. Ngoài ra thì nếu như mà không thể tránh khỏi là chúng ta ăn nhiều mứt và kẹo ngọt ý, thì chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp là tự làm mứt. Tự làm mứt thì chúng ta sẽ lựa chọn cái loại đường là đường dành cho người ăn kiêng. Như thế thì sẽ khiến chúng ta không bị dung nạp đường vào cơ thể quá nhiều, sẽ hạn chế tình trạng béo phì
và tăng cân đột biến. Và một mẹo, cái mẹo cuối cùng mình muốn gửi đến mọi người và chia sẻ với mọi người đó chính là mẹo chúng ta phải ăn nhiều rau củ quả. Bởi vì sao? Vì trong cái ngày Tết ý, lúc nào mâm cỗ của nhà ai cũng vậy, ngập tràn thịt cá rồi là các loại đặc sản khác, như rất là nhiều chất đạm. Thì mình khuyên là chúng ta nên ăn nhiều rau củ hơn. Và cái việc ăn nhiều rau xanh ấy cũng bổ sung vitamin và chất xơ rất là tốt cho cơ thể, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và không bị táo bón này, và giảm cái nguy cơ tăng cân xuống mức thấp nhất các bạn nhé. Và đây là 5 cái mẹo mình chia sẻ để các bạn có thể ăn uống tẻ tèn ten trong ngày Tết mà không lo tăng cân và béo phì, và sau Tết chúng ta không phải công cuộc của giảm cân. Cái video này mình nghĩ là rất là hữu ích, các bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay từ những cái ngày Tết, ngày bắt đầu Tết các bạn nhé. Và cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy hay, hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mình để chia sẻ được những cái kinh nghiệm rất là hữu ích tới anh em, bạn bè, người thân của mình cũng biết nhé. Và nhớ là đăng ký kênh cho mình để mình có động lực ra những cái video tiếp theo hay về sức khỏe và làm đẹp. Và kết thúc video này, mình muốn gửi lời chúc tới tất cả các tình yêu một cái Tết thật là vui vẻ, khỏe mạnh và đầm ấm bên gia đình, đặc biệt là không bị tăng cân sau dịp Tết. Xin chào và hẹn gặp lại các tình yêu. Bye bye.